Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Nông Thôn Ngày Nay. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, đội cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ được 5 ngày. Sau 4 ngày làm việc, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã góp phần cứu sống được một thanh niên 17 tuổi và đưa được thi thể của 9 nạn nhân từ khu vực sụp đổ ra bên ngoài. Vượt qua những khó khăn, các cán bộ chiến sĩ vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát. Ngày 14 tháng 2, đội cứu nạn cứu hộ quốc tế của Công an Nhân dân Việt Nam đã đến hiện trường mới, tiến hành khảo sát hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Quán triệt với các thành viên đoàn công tác trước khi lên đường đến địa điểm mới thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, sau 4 ngày công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ các nước cứu sống một người, đưa 6 thi thể nạn nhân ra ngoài, trao 2 tấn hàng y tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và thăm hỏi người dân đang gặp khó khăn sau động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6 tháng 2. Với những hình ảnh đã đạt được, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng trong nước ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần sẵn sàng, quyết tâm cao, khẩn trương, nhanh chóng, nhưng phải đảm bảo an toàn, thận trọng, tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của chỉ huy và lắng nghe tham vấn của đồng đội trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Được đơn vị điều phối phân công, đoàn công tác sẽ tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại địa điểm mới là tòa C, chung cư Sina, Citesi gồm có 3 tòa. Số 66 đường Kemal Pasha, quận Khamuriyat, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, cách nơi đóng quân của đoàn công tác khoảng 4 km. Tại đây, đoàn công tác Bộ Công an sẽ phối hợp cùng với đoàn USAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, dự báo trong các tòa nhà có đến hơn 100 nạn nhân. Các thành viên sẽ sử dụng thiết bị camera dò tìm, thiết bị đo bằng sóng radar để tìm kiếm tín hiệu sự sống trong đống đổ nát. Hoạt động cứu hộ cứu nạn trong ngày kết thúc. Tính đến 21 giờ giờ địa phương tại hiện trường, nơi đội cứu nạn cứu hộ Công an Việt Nam, đội giải cứu Hoa Kỳ USAID và lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ đã tìm kiếm và đưa được 3 thi thể nạn nhân ra ngoài. Trong khi đó, ngày 14 tháng 2, tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập và đội chó nghiệp vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là tại khu vực đường Rustem Tumer Pasa, Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay, hiện là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống âm 2 độ C. Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn, các tổ thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Theo hiệp đồng, nếu phát hiện khả nghi, sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng tham gia cứu nạn. Thông tin từ hiện trường về công tác cứu hộ cứu nạn của đoàn những ngày qua, Thiếu tá Lại Tuấn Anh, cán bộ phòng công tác cứu nạn cứu hộ, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an Việt Nam cho biết, kết quả bước đầu của đoàn công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế của Bộ Công an Việt Nam, bước đầu đoàn đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thành công. Chúng tôi đã phối hợp tìm kiếm cùng với lực lượng quân đội của Pakistan cứu được một người bị nạn còn sống và trực tiếp tìm kiếm được 6 thi thể người bị nạn, bàn giao cho các lực lượng y tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Thiếu tá Lại Tuấn Anh nhớ lại, ngay sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi được ban tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất, phân công thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại tỉnh Adiyaman. Khi đến đây, đoàn công tác nhận thấy tỉnh Adiyaman chịu ảnh hưởng rất nặng nề của trận động đất. Đa số các tòa nhà tại tỉnh Adiyaman đều bị ảnh hưởng từ nứt tường, sập đổ một phần cho đến sập đổ hoàn toàn. Chia sẻ những khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho hay, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi hiện trường vụ sập đổ rất rộng lớn, phải sử dụng các thiết bị tìm kiếm cứu nạn bằng âm thanh, hình ảnh như máy camera, máy dò tìm người bị nạn trong đống đổ nát và radar tìm kiếm người để cố gắng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót.
Sau đó sử dụng các phương pháp và biện pháp thủ công như cưa, cắt thủy lực, cắt bê tông để dọn dẹp khối lượng đất đá khổng lồ một cách cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến các nạn nhân và cũng như an toàn cho người và phương tiện tham gia công tác cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe, 24 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác phải chia ca thay nhau thực hiện công việc. Cũng theo Thiếu tá Lại Tuấn Anh, công tác cứu nạn cứu hộ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm giờ địa phương, thậm chí có khi đến hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau. Tại hiện trường có rất nhiều lực lượng cứu nạn của các nước khác, các lực lượng tình nguyện viên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc sử dụng đa ngôn ngữ khi giao tiếp và quyết định các phương pháp, biện pháp hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, được Chính phủ và Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận với tình cảm rất lớn. Thiếu tá Lại Tuấn Anh chia sẻ, trao đổi về việc sinh hoạt của đoàn công tác, theo Thiếu tá Lại Tuấn Anh, do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất gây ra, nên tại tỉnh Adiyaman, hệ thống nước sạch ở các nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của đoàn công tác đều bị hạn chế. Cán bộ chiến sĩ phải sử dụng tiết kiệm nước đóng chai để tắm rửa, nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày. Các cửa hàng tiện lợi tại đây đều đóng cửa, người dân di tản nên việc mua thực phẩm và bổ sung các thực phẩm như rau, củ, quả của đoàn công tác phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cách đoàn khoảng hơn 1.000 km để hỗ trợ và giúp đỡ. Xác định được yếu tố trên, đoàn công tác đã chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng từ đồ ăn, nước uống, lều bạt. Đặc biệt, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất nỗ lực trong việc hỗ trợ đoàn công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Vượt qua khó khăn về thời tiết khi nhiệt độ lạnh dao động từ âm 6 độ C đến 6 độ C, các cán bộ chiến sĩ khi gọi điện về nhà đã nhận được sự ủng hộ, động viên tinh thần rất lớn từ gia đình, đồng nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Lại Tuấn Anh nhấn mạnh. Thực hiện nhiệm vụ ở địa điểm mới, trong quá trình đi lấy củi để đun nấu, các chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam tình cờ gặp các đồng nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên có phút giao lưu ngắn ngủi. Các bạn Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn các chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam dù ở rất xa nhưng đã đến để hỗ trợ đất nước họ, đồng thời đã tặng món quà rất đặc biệt cho đồng nghiệp Việt Nam. Chứng kiến hoạt động trợ giúp nhân đạo của các chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, một gia đình bản địa đã đến gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Trưởng đoàn Cứu nạn Cứu hộ Quốc tế của Bộ Công an Việt Nam để nói lời cảm ơn. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về hậu cần, khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá, phải ngủ trong lều bạt, không có nơi tắm rửa, vệ sinh, các cán bộ chiến sĩ của Đoàn Cứu nạn Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân còn sót lại. Xin chúc các cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đất nước giao phó, trở thành sứ giả nhân đạo được bạn bè quốc tế biết đến. Và tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.